vào phải diệt mình nướng rồi nè. Sau khi mà mình nướng xong, cô chú chị, nướng nó chín rồi, bây giờ mình sẽ chét lên cái sốt. À, đây là cái sốt thịt nướng đó, sốt của thịt nướng của hiệu Lee Kung Ki. Ok, con bây giờ đập ở đây màu trắng. Rất là ngon, mình con bây giờ đập kia cho màu trắng liền. Sauce for Peking duck. Ở nướng hồi nãy giờ nó chín của chú anh chị, xong rồi cúp điện, xong cái thời gian cúp điện cái lò nó còn nóng á, cho nên là cái con vịt nó chín hết cỡ luôn này, nó rất là mềm luôn. Rồi nó mềm xong mình chét cái sốt này lên đó. Cúp điện liên tục một ngày mấy lần của chú anh chị, cho nên là phải lúc nào có điện là tranh thủ nó ăn, còn lúc nào không có cúp lúc nào cúp điện thì nghỉ. Khổ gì hết, cúp điện liên miên mỗi ngày, chét ra cái gì này phụ lên. Cái nước sốt này mình có thể dùng làm cái sốt để chấm luôn, sốt hạt chót chét hai mặt luôn. Ở phần dưới con vịt mình chét coi. Rồi Lee Kung Ki. Đây là bánh hỏi. Mình mua bánh hỏi khô. Đó, đây bánh hỏi khô. Bây giờ mình sẽ ngâm nước. Cái này là nước sôi, nhưng mà mình để nó nguội tầm khoảng nãy giờ được 15 phút rồi, nó giảm bớt độ nguội đó. Khoảng tầm 60 độ C là được, chứ đừng có nóng quá. Nóng quá là nó bị nhão của cái thịt. Cho nên mình ngâm. Mình ngâm từ từ đi. Tại vì cái này mình không có rành ít khi mà mình ăn cái món này á, cho nên là cũng đó. Bây giờ mình đợi đây ngâm cho nó trong vòng đúng khi nào nó mềm á thì mình lấy ra. Nhưng mà mình sẽ ngâm hai lần. Ăn thêm hả? Trời ơi, cái gì mà ăn thêm? Có ngâm như thế này nè để cho nó mềm. Chứ mà chút chút đừng có ngâm nước sôi, nó sôi mà nó nóng quá là nó cái bể ra hết, nó không có còn tạo thành cái khuôn nữa. Nó không có hình cái bánh nữa chứ chị, nó thành bún luôn. Đó, nó mềm như vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ cuộn lại giống như cái bánh hỏi tươi đó. Đó. Mình cuộn lại gì cho nó đẹp nè. Chim ơi, nó đoạn bánh không trời ơi. Chim coi. Bánh hỏi này ở quê mình á rất là nhiều cơ sở người ta làm cái món bánh này nè, món ăn cũng đặc sản ở vùng Phan Thiết, bánh hỏi lòng heo. Mình cuộn xong như vậy chút hầu nữa mình bỏ lên cái hành, thường á là sẽ là tớp mỡ hành, hành phi á, nhưng mà mình làm hành với lại dầu. Nếu mà có hành với lại tép mỡ thì nó sẽ ngon hơn. Khi mà mình ngâm bánh hỏi không có nên ngâm nước nóng quá. Hồi đợt lúc đầu mình không biết làm á, khi mình ngâm nước nóng quá khi lấy ra không có kịp á, nó nhão hết trơn. Cho nên là mình rút kinh nghiệm là mình phải ngâm nước hẩm hẩm. Đó là nó được, nó nở ra là vừa. Chào xin chào cô chú, xin chào cô ba. Xin chào cha mẹ. Con gì cả. Xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay nhà mình làm món thịt vịt nướng với lại ăn cũng bánh tráng với lại bánh hỏi. Lâu rồi mình chưa ăn món này. Mấy ngày này trời bên ngoài lạnh cho nên là hình hứng mình à. Bây giờ cắt trước, cắt thịt vịt á. Hôm nay nướng con vịt này rất là phải nói là một kỳ tích luôn cô chú anh chị. Cúp điện xong rồi đã vậy đã vậy tự nhiên không biết làm sao nữa, hôm nay nướng nó khói không à. Làm cái nhà của mình nó cũng dơ rồi, nướng xong rồi đi lao cái
nướng xong rồi lao cái cho con trước rồi. Cái đũa ra con, chịu ra. Nướng xong rồi lao á. Trời ơi, vất vả. Chị Mai cho con cái đùi nữa nha. Dạ. Bà chị Mai. Nào bà bàn ngon. Ồ, con. Con con S. Con cái đùi giống anh Lucas này con ha. Đây. Thịt dịch mình nướng trong vòng có 1 tiếng 1 tiếng 10 phút của chú anh chị, có 1 tiếng 10 phút. Nhưng mà nè cho ba ba cái xương. À, sau một cúp điện á mình để trong để thêm trong lò nữa, thêm 1 2 tiếng đồng hồ nữa cái nó mềm xìu. Hôm nay rút kinh nghiệm cắt. Tắt. Đó nó theo câu câu. Nào anh. Câu câu ngon quá à. Ai mà biết ai câu câu nha. Thật dịch à. Chị Ma tự cắt đũa áo của chú giỏi rồi chứ. Phi lê. Và phi lê mít. Luca hôm nay mình ăn món gì con? Thịt nạc. Ở Ukraine hiện tại bây giờ đang tổng động viên quá chừng luôn chứ. Mọi người bây giờ được nhận giấy mời nhiều. Mà bây giờ đang mời những người mà không có việc làm. Chú cần bé cho mẹ giấy con. Sốt ngon quá. Ba chắc chưa ngon. Đang mời những người mà không có việc làm trước. Đi lính. Tại vì đi lính là ở Ukraine phải trả lương đúng không chú vậy? Được trả lương hết á. Trả lương cũng còn. Trả lương cũng được lắm á. Cho nên là những người không có việc làm thì đi lính trước. Còn những nào có việc thì giữ lại để đi làm thôi mà đóng thuế. Nhưng là hiện tại bây giờ trong thời giai đoạn đó bắt đi lính nhiều. Thương mời á, gửi giờ. Sao con? Ừ, Miranda này cho con này. Mày cắt thật nhỏ cho con nha. Và có cái đùa rồi. Cầm cái đùa lên ăn giống anh Lucas cho mẹ. Ướt đó. Cho ăn đi. Cầm đùa lên, cầm đùa gà lên ăn. Salad nè, đồ thua salad nè. Đi cơ sao con? Còn mình có bánh tráng. Đây cái crepe. Rồi. Vậy làm hai lại. Chị Ma cầm đồ gà lên ăn, đồ vịt lên ăn hay con? Thì của bánh hỏi vô này. Đó món này nè. Có bánh hỏi, rồi có rau. Rồi thịt. Luca có muốn ăn giống mẹ gì không? Không biết gì là không thích. Không thích ăn cái gì dai của chú. Bánh tráng này dai. Chị mang đây con, cầm thịt ăn. Ngon quá, đói bụng quá chừng luôn. Ừ.
đây là cái gì xài sát sơn thì tại thế bây giờ nhớ bút chữ nhớ bút chữ đó con nghe sát sơn thế con coi cho con nghe chữ con ba con giỏi con nha đã chấm được chấm ừ. Tình báo của anh nói là chuẩn bị nha, chuẩn bị nó sắp có một cuộc tấn công lớn nữa của chú chị trên khắp các mặt trận. Ồ, cô chú chị làm món này ăn nha, bánh hỏi rau sống với lại thịt vịt nướng ngon. Rồi thì nướng xong nó không có còn mỡ nữa. Nó hết mỡ luôn. Chắc là vô cả xí, chắc là cái xe 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 chắc là chắc là chắc là bị khờ. Xí, xí xí xí. Vô à. Ừ. Chị mình vô, ăn con, vô. 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 Vô con quá. Rồi, ăn không? Mỹ giúp con. Nhưng mà bánh hỏi rồi. Ừ. Ngon. Ngon không con? Ngon. Chị mà chị không chứ không? Chị nước mắm cho con. Mà đủ con, đủ có con. Dù con nghe ra đó. Ừ. Ừ. Thịt vịt nè. Mà mày đi ra. Thật ra sao? Sắp chân lô lô rồi. Ừ. Từ ăn lẫn giúp. Nó là lẫn giúp gì sao? Vậy nè. Em chán. Mất đi quanh phải không? Hai mấy phì. Được rồi, bây giờ. Hai cha con. Ít thích không? Em chán. Ông nói dai trời. Em chán này dai quá. Bây giờ cấp điện nhiều này cấp mấy lần mà. Cho nên á, mỗi lần có điện á thì nấu ăn, còn không có điện thì ngủ ngồi nghỉ làm việc khác. Còn tranh thủ có điện thì ăn, có lúc có ăn không có điện luôn. Cô cà hôm nay thấy ăn làm sao con? Món ăn ngon, hôm nay ngon. Ủa quá. Chị là ngon. Tất nhiên là ngon rồi. Tôi biết vết nương con thịt vừa sốt. Thịt vừa sốt. Ủa, mấy nít kia nè, kia. Cái gì cả. Để mấy nít. Để mày ăn cái này cho. Nước bánh không có cay gì hết đó mà chị mang nó lại cay. Nó chỉ the the mà mình nghĩ là cay nè. Cay nó không. Ok, ăn cái này khác, ăn cái này nè. Cái này nè con. Nè, sốt. Cái này nó có sốt. Vegan đó, vegan đó. Là vegan đó. Trời, cái bánh chán cái này ở nhà hàng nào mất. Bên kia hiếp restaurant. China restaurant. Season đó. 1,500. Ah, 1,200 for price. For food? Mm. In big, guys, more big maybe. And with cake, with noodle, salad. One set. Ở trên Kiev có một cái nhà hàng Trung Quốc của chú anh chị. Họ có bán cho một cái set của đó, họ có một cái con vịt quay. Right now or before war? Right now, I check. 1,200 super price. Một con vịt đó có giá nguyên một set luôn, là có gồm có rau cải, có dưa leo tươi, có bánh tráng mà bánh tráng nó ướt rồi để cuốn.
người ta làm mình ướt luôn. Xong một có rau củ, xà lách, nước mắm, nước sốt, chấm, một con vịt. Thì có cái giá khoảng bao nhiêu hả? 1.000, khoảng 50 đô hả? Khoảng tầm 50 đô hả? À, không, 40 đô như vậy, 40 đô hả? Russia will start to attack maybe two or three again. One year ago. Hey, Timka. But Ukraine already know where. We don't know where exactly, but Ukrainian army prepared. For the friend. And of course, if you choose your food. Kusha! 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 Là của con hả? Ой. Yes, салфетка. А, салфетка. О. Дякую. Ой, дякую. Дякую. Вот это. Я ăn xong cái gì cũng nói cảm ơn mẹ. Ừ. Sẽ bỏ lên cái gì cái cảm ơn mẹ. Only this and Bà anh mắt. Có thư mời. Có thư mời đi khám sức khỏe để đi lính. Nhưng mà ba anh mắt lớn tuổi, hôm nay 18 tuổi, ba sẽ vào vào phần. Many many Có thư mời của bên quân đội á. Mama, mama. Ba ba 28 tuổi rồi. Thư mời thì mời nhưng mà mình nhon ha con ha. Nhưng mà lớn tuổi rồi. Đi nữa. Я теж тут 5 чи 6. Тут 5 чи 6? Так, так і 10 з'їду. Ти? Ти я. Hello, hello. Ok, cô chú chị ơi, hôm nay video và chia sẻ một chút xíu. Cảm ơn cô chú chị đã theo dõi, ủng hộ gia đình mình. Tạm biệt, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. I'm glad that they came alive. Thank you for support. Tạm biệt, tạm biệt.